Một nhà báo công dân đi đầu trong việc ghi lại cuộc sống ở tâm điểm để bùng phát virus corona ở Trung Quốc đã mất tích. Chen Qiusi, một luật sư kiêm blogger 34 tuổi, là người nổi bật nhất trong một phong trào tuy nhỏ nhưng bền bỉ của người dân Trung Quốc nhằm chống lại sự kìm kẹp thông tin hà khắc của Đảng Cộng sản cầm quyền. Anh Chen đã đến Vũ Hán trên chuyến tàu cuối cùng trước khi các phương tiện công cộng ngừng hoạt động, với quyết tâm ghi lại những gì thế giới chưa biết về dịch bệnh. Bằng điện thoại thông minh và các tài khoản truyền thông xã hội, anh Chen cùng những người cùng chí hướng đã tự mình kể lại những câu chuyện từ những địa phương bị phong tỏa do bệnh dịch. Quy mô phong trào đưa tin này là chưa từng có trong bất kỳ đợt thảm họa lớn nào trước đây ở Trung Quốc, thách thức Đảng Cộng sản vốn luôn muốn kiểm soát báo chí trong nước kể từ khi nắm quyền vào năm 1949. Anh Chen đã dành 2 tuần rong ruổi khắp thành phố, quay những xác người và bệnh nhân trong các bệnh viện quá tải. Anh đã đến thăm các công trường xây dựng để ghi lại những nỗ lực to lớn của chính quyền trong việc xây dựng các bệnh viện mới trong nháy mắt. Anh Chen lên tiếng chỉ trích khi chính quyền cho thiết lập bệnh viện dã chiến trong một trung tâm hội nghị, mà theo anh là không phù hợp với bệnh nhân nhiễm virus. Từ Vũ Hán, anh Chen sử dụng nền tảng YouTube và Twitter vốn bị chặn ở Trung Quốc. Các bài đăng và vlog của anh Chen thu hút hàng triệu lượt xem và cả sự chú ý của lực lượng an ninh. Trong đoạn video buồn bã được đăng khi anh gần kết thúc tuần đầu tiên ở Vũ Hán, anh Chen cho biết công an đã gọi cho anh và muốn biết anh đang ở đâu và đã tra vấn cha mẹ của anh. Anh nói, ngay cả cái chết cũng không làm tôi sợ, quý vị nghĩ tôi sợ Đảng Cộng sản hay sao? Tuần trước, những bài đăng của anh Chen biến mất. Mẹ anh đã phá vỡ sự im lặng bằng một đoạn video đăng lên lúc sáng sớm ngày 7 tháng 2, cho biết đã không liên lạc được với anh Chen và kêu gọi mọi người giúp đỡ tìm kiếm. Tối hôm đó, Su Xiaodong, bạn của anh Chen, nói trong một video phát trực tiếp rằng anh Chen đã bị buộc cách ly 14 ngày, dù người bạn này cho biết anh Chen khỏe mạnh, không có dấu hiệu nhiễm virus. Năm 2018, anh Chen bắt đầu hoạt động với một đoạn video trên Douyin, phiên bản tiếng Trung của TikTok, và nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu người hâm mộ với những bình luận pháp lý. Anh từng gặp rắc rối hồi năm ngoái sau khi đăng video về các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. Tại Hồng Kông, anh tham dự các cuộc biểu tình ủng hộ Bắc Kinh và cả những cuộc tuần hành phản đối chính quyền, tường thuật diễn biến của cả hai phe để cung cấp cho khán giả đại lục một góc nhìn cân bằng. Đáp lại, chính quyền đóng các tài khoản mạng xã hội của anh và yêu cầu anh trở lại đại lục.